bạn ơi xin cho tôi được hát dâng tiếng hát ca tụng ngày ngày người tôi yêu dấu ấy một người tuyệt vời. Xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Sóng Đạo Truyền Hình. Hôm nay chương trình Thánh Nhạc phỏng vấn các ca nhạc sĩ Cơ Đốc. Giờ đây chúng ta có dịp gặp gỡ và trao đổi với nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân đang sống tại California, Hoa Kỳ. Xin kính chào nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân. Dạ, kính chào quý khán thính giả truyền hình Sóng Đạo và kính chào thầy Đức Nhân. Xin anh Đinh Hiền Nhân cho biết rằng anh đã tin Chúa, tiếp nhận Chúa trong hoàn cảnh nào và từ lúc nào? Và đã kinh nghiệm được những phước hạnh gì sau khi tin nhận Chúa? Trước năm 75, cuộc sống của tôi tương đối sung túc và thành công trên nhiều mặt. Vì thế mà tôi tin vào chính bản thân mình hơn là tin vào Thượng Đế. Tôi rất dễ nóng tính và đầy dẫy sự kiêu ngạo. Năm 1984, tôi lập gia đình. Đây là cái mốc thời gian mà tôi chưa tin Chúa. Và sau đó năm 1986, ba tôi bệnh nặng qua đời. Trong thời gian đó thì má tôi vì thương nhớ ba tôi và cũng lâm bệnh nặng. Đến năm 87 thì má tôi bệnh trở nặng hoàn toàn vào bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Nhưng sau đó thời gian thì từ bệnh viện Nguyễn Tri Phương má tôi được trả về. Và trong tình trạng chờ chết, anh của bên Mỹ, anh biết được việc đó, anh gọi điện về và anh là một Cơ Đốc nhân. Anh khuyên gia đình, cả gia đình, các anh em hiệp một với nhau để cầu nguyện với Chúa. Trong một đêm tôi cầu nguyện với Chúa và tôi nói rằng: Lạy Chúa, con nghe nhiều người xưng tụng Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Xin Chúa thương xót má con và bày tỏ quyền năng của Ngài để chữa lành. Đây là cách mà Chúa giúp cho con nhận biết Chúa để trở lại với Ngài. Thật là lùng, sáng hôm sau, má tôi từ giường bệnh, má tôi trỗi dậy. Bà má tôi nói rằng cơ thể của má hoàn toàn không còn cảm thấy đau đớn gì. Và má tôi nói với tôi rằng, kêu tôi là muốn đi, muốn bước đi, muốn đi lại trở lại. Tôi nói không được đâu má ơi. Má đã nằm liệt 4 tháng trời, không đi lại, không cách nào mà đi được. Thì tôi nói để con và em con, để em con với má, với con dìu má đi lại. Thì má tôi khăng khăng đòi để má tôi tự đi. Sau khi đỡ má tôi đứng dậy vững bằng hai đôi chân rồi, thì má tôi đi lại một cách chậm chạp. Cái cảm giác đầu tiên là đôi nước mắt tôi tuôn tràn. Tôi nhận biết Chúa đã nhầm lời cầu xin rồi. Sau đó thì tôi tin nhận Chúa ở tại hội thánh Lữ Gia. Tôi đi với một tấm lòng chỉ để trả lễ Chúa. Thật sự không có kinh nghiệm gì về Chúa nên đời sống tôi rất là khô hạn. Trong thời gian tôi tiếp nhận Chúa thì vợ tôi biết được, vợ tôi chống đối kịch liệt, là người bắt bớ tôi mãnh liệt, ngăn trở tôi việc đó, khiến tôi từ bỏ đạo. Điều này đã sanh ra, đã khiến cho giữa vợ chồng tôi có một sự đổ vỡ. Và tôi cũng đau đớn vô cùng. Sau đó, vì cái sự lo buồn của tôi đã phát ra, tôi mang bệnh đa bao tử. Sau khi tôi bị bệnh đa bao tử như vậy, thì tôi cầu nguyện với Chúa. Nhưng bởi vì mình không hiểu Chúa nhiều nên bệnh vẫn còn. Và tôi cũng đã sử dụng những các thứ thuốc đông tây nhưng hoàn toàn bất lực. Sau đó thì tôi được biết có một chương trình kiêng ăn cầu nguyện hàng tuần vào ngày thứ năm ở một hội thánh. Và tôi đã tham dự cái chương trình đó. Tôi đã chứng kiến phép lạ của Chúa qua việc Chúa chữa lành rất nhiều người. Có những người bị bệnh ung thư, bệnh đau bao tử,
bệnh nghiện rượu, xì ke và cả bị quỷ ám nữa. Được chữa lành, tôi cảm động vô cùng. Tôi thấy rằng Chúa yêu thương mình. Tôi nhận thức được rằng Chúa là đấng chữa lành, Chúa đấng yêu thương mình vô hạn. Thì sau đó 4 tuần, Chúa đã đặt chữa lành cho tôi hoàn toàn. Cũng từ ngày ấy, tôi hết lòng tìm kiếm Chúa và học hỏi lời của Chúa. Qua đó tôi kinh nghiệm và thấy được tình yêu Chúa chan hòa trên cuộc đời của tôi. Tôi càng ngày tôi càng dấn thân để hầu việc Chúa. Chúa đã giúp cho tôi được thay đổi con người cũ của tôi. Một con người nóng tính, một con người không biết yêu thương, thiếu sự yêu thương. Và đã làm cho tôi được biết yêu thương người lân cận của mình và biết tha thứ cho người lân cận của mình. Và tôi cũng tin quyết vào một điều là một người tin qua lời Chúa dạy là một người tin thì cả nhà được cứu. Chính vì thế mà tôi mỗi đêm tôi vẫn cầu nguyện, đặt tay cầu nguyện cho vợ tôi trong lúc ngủ. Thưa nhạc sĩ, thì nhạc sĩ đã khởi sự sáng tác từ khi nào và những thể loại gì, những thể loại nhạc nào? Trước kia thì tôi viết nhạc tình ca. Lúc mà tôi khởi sự sáng tác vào năm 1979 là năm tôi vào lính không quân. Và bản nhạc đầu tiên mà tôi viết đó là một bài hát nói về tình yêu của lính không quân. Nhạc sĩ sáng tác tình ca rồi còn thể loại nào nữa không? Thì trước kia thì nhạc tình ca thì tôi viết chuyên về chủ đề về tình yêu quỷ mị, tình yêu những cái cuộc tình bị thất bại. Và sau này nhận biết ơn của Chúa lớn lao trên cuộc đời của tôi, tôi đã bắt đầu tôi chuyển qua về viết thánh ca. Như vậy là từ khi tin Chúa thì nhạc sĩ bắt đầu viết thánh ca. Và nhạc sĩ có thể... trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi hoàn cảnh đó, thì có một cái Chúa đã dẫn dắt tôi vào mỗi một hoàn cảnh khác nhau. Và chính vì vậy tôi có những cái cảm xúc cũng khác nhau. Thí dụ như chẳng hạn như có những bài những lúc tôi có những cái nỗi buồn đột độ, và trong một đêm mưa thầm tạ, tôi đã cầu nguyện với Chúa trong nước mắt. Tôi cũng nói với Chúa rằng tại sao con phải sống như thế này trong một cái hoàn cảnh không có được hanh thông, nhưng Chúa đã đến an ủi tôi. Và từ đó tôi đã cảm ơn Chúa là Chúa cho tôi được những dòng nhạc bật ra mà tôi không thể ngờ được. Từ đó bài Mưa Đêm được bắt đầu từ đó. Bài Mưa Đêm là bài nhạc thánh ca đầu tiên. Dạ, không phải bài thánh ca đầu tiên nhưng mà là một trong những bài mà tiêu biểu, tôi lấy thí dụ. Và cũng có những cái trường hợp mà tôi viết bài hát, có nhiều khi Chúa giúp cho tôi bật ra những cái dòng nhạc trước. Và sau đó tôi cầu nguyện với Chúa, tôi nói tôi muốn viết một bài ca nói về tình yêu của Chúa. Đầu óc tôi suy nghĩ về cái tình yêu của Chúa. Nhưng mà lạ lùng, hai câu nhạc đầu tiên mà bật ra đó là những lời Chúa muốn hướng dẫn tôi vào sự truyền giáo, vào cái chủ đề truyền giáo. Mà tôi không ngờ được. Từ đó tôi thấy rõ ràng Chúa đã có hướng dẫn tôi đi theo cái chủ đề đó. Mặc dù cái chủ đề đó hoàn toàn đối với tôi mới mẻ. Và tôi chưa có kinh nghiệm về cái chủ đề đó nữa. Hai câu mà sĩ mới nói là hai câu gì? Hỡi muôn đồ nghe lành, khá vâng lời sẵn sàng. Vì lời cha ban, con hãy rao truyền cho khắp muôn dân. Đó là hai câu mà được bật ra. Và tôi thấy rằng đây là đi vào chủ đề truyền giáo. Tôi rất ngạc nhiên vì Chúa Thánh Linh đã dẫn tôi đi vào chủ đề này. Thưa nhạc sĩ có thể chia sẻ lại những cái kinh nghiệm phước hạnh như thế nào khi mà sáng tác nhạc thánh, cái sự khác biệt giữa sáng tác nhạc thánh với nhạc đời. Trước kia khi viết nhạc tình ca thì tôi cũng như bao nghệ sĩ khác, và tôi nhận thấy rằng họ viết ca ngợi và tôn vinh tình yêu một cách mù quáng. Sau này nhận biết Chúa rồi, tôi thấy
tình yêu của Chúa thật tuyệt vời. Tức là Chúa yêu mình mà Chúa không cần phải đáp trả lại cái tình yêu đó. Bởi vì chính cảm nhận được tình yêu lớn lao của Chúa mà Chúa yêu mình một cách nhân không. Và tôi thấy đó, cái tình yêu đó, tôi cần phải tôn vinh Chúa, tôi cần phải nó bộc phát bằng con tim của tôi. Đây là làm cho tôi cảm xúc thật sự và tôi viết được những lời tôn vinh Chúa. Mà tôi cũng tin rằng là không phải ngoài tôi đâu, mà cả vũ trụ này cũng đều ngưỡng mộ Chúa để tôn vinh Ngài. Cảm ơn nhạc sĩ rất là nhiều. Trước khi bắt kết thúc cho cái chương trình phỏng vấn hôm nay thì nhạc sĩ có muốn tâm tình gì thêm với quý khán thính giả của Sóng Đạo Truyền Hình không? Tôi rất là mong mỏi mỗi một bài thánh ca tôi được ra đời thì sẽ là một luồng có một nguồn sinh khí đi vào lòng người để làm tan biến cho những nỗi buồn, những nỗi thất vọng, chán chường, tuyệt vọng, để đem đến cho người một cái sự thay đổi, để họ thấy rằng có Chúa thì họ nhận biết Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, cứu rỗi cho cuộc đời của mình, và từ đó họ trở lại với Chúa. Đây là một cái niềm khao khát. Thay cho cái lời kết cho cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay, tôi muốn lấy một lời Chúa từ trong Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cảm ơn nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân rất là nhiều, và xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả của Sóng Đạo Truyền Hình đã lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa nhạc sĩ Đinh Hiền Nhân. Xin chào quý khán thính giả. Ngài đã vượt qua bao nhiêu sự cay đắng, Chúa được thắng hơn mọi khó khăn đã bày rằng. Đến tình yêu ban phát cho nhân loại, đến niềm vui xóa nỗi đau cuộc đời, Chúa sống lại đặc thắng rồi, tình yêu Ngài sống trong tôi. Chúa phục sinh bạn an bình khắp chốn, Ngài sống lại cho muôn muôn người được sống. Ngài đã vượt qua bao nhiêu sự cay đắng, Chúa được thắng hơn mọi khó khăn đã bày rằng. Đem tình yêu ban phát cho nhân loại, đem niềm vui xóa nỗi đau cuộc đời, Chúa sống lại đặc thắng rồi, tình yêu Ngài sống trong tôi. Sống lại cho muôn muôn người được sống, Ngài đã vượt qua bao nhiêu sự cay đắng, Chúa được thắng hơn mọi khó khăn đã bày rằng. Đem tình yêu ban phát cho nhân loại, đem niềm vui xóa nỗi đau cuộc đời, Chúa sống lại đặc thắng rồi, tình yêu Ngài sống trong tôi.